Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của bà Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, với những phát biểu cứng rắn về gian lận thi cử. Bà Lê Thu Hà, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1968, là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ, đại biểu chuyên trách Trung ương. Bà lần đầu tiên được Trung ương giới thiệu ứng cử và đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai gồm có thành phố Lào Cai và các huyện Bát Sát, Sapa, Văn Bàn. Bà Lê Thu Hà, quê quán ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bà hiện cư trú số 10, ngõ 148 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tốt nghiệp giáo dục phổ thông 12/12, cử nhân khoa học, thạc sĩ quản lý chính sách công, cao cấp lý luận chính trị. Bà gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 2 tháng 5 năm 2003, khi lần đầu được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 vào tháng 5 năm 2016. Bà đang giữ chức Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội Việt Nam, làm việc ở Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, có bằng cao cấp lý luận chính trị. Bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1. Bà hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ, đại biểu chuyên trách Trung ương. Bà đang làm việc ở Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Đề cập về vụ gian lận thi cử ở một số địa phương gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua, đại biểu Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại cho rằng, căn cứ điểm D khoản 6 điều 49 Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018, thí sinh được nâng điểm cần bị hủy kết quả thi và gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hành vi sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp. Cũng theo nữ đại biểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giải quyết từ gốc là hủy kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, đồng nghĩa với việc thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đại học. Người được nâng điểm cần phải bị buộc thôi học bởi họ đã vi phạm quy chế Trung học phổ thông quốc gia, điểm thi là bất hợp pháp. Bà Lê Thu Hà nêu quan điểm, vì đại biểu đoàn Lào Cai cũng đề nghị các trường đại học cân nhắc gọi nhập học bổ sung để bù đắp cho một số sinh viên bị loại vì hành vi gian lận điểm thi của người khác, trao lại cơ hội chính đáng cho các thí sinh này. Công lý không thể chỉ được thực thi một nửa. Về phụ huynh tham gia nâng điểm cho con, bà Lê Thu Hà nêu quan điểm, cơ quan điều tra có thể làm rõ để xử lý theo tội đưa hối lộ theo quy định của Bộ luật hình sự. Hành vi đưa hối lộ có thể là vật chất tiền bạc, cũng có thể là phi vật chất, hứa hẹn được thăng tiến lợi ích trong công việc. Cũng có thể phụ huynh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác để con em được nâng điểm thì có thể coi là hành vi trục lợi được quy định trong luật phòng chống tham nhũng. Trường hợp không đủ căn cứ để khởi tố hình sự thì có thể xử lý hành chính những phụ huynh tham gia nâng điểm, bởi phần lớn họ là viên chức nhà nước chịu sự điều chỉnh bởi luật cán bộ công chức và luật viên chức, các quy chế phòng chống tham nhũng. Chưa kể nhiều người trong số này là đảng viên thì phải chịu thêm hình thức xử lý theo điều lệ đảng. Nếu chứng minh thí sinh tham gia chạy điểm ngay từ đầu với cha mẹ thì có thể xử lý đồng tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, nếu không thì có thể xử lý hành chính, song không được công khai danh tính các em bởi luật hiện hành không cho phép. Việc xử lý cần có tình có lý, vừa răn đe vừa để các em có cơ hội được thi lại, đi lên bằng thực tài, nữ đại biểu phân tích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.